Thông báo của ban tổ chức chương trình Đi tìm ẩn số. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chương trình giải trí truyền hình mang tên Đi tìm ẩn số. Đây là chương trình trò chơi khám phá những kiến thức liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và khả năng phán đoán để quyết định đúng lúc trước những ẩn số đầy kịch tính của trò chơi. Chương trình này đã được thực hiện thành công ở nhiều nước trên thế giới. Điều kiện tham gia chương trình: 1. Các thí sinh là công dân Việt Nam từ 21 đến 45 tuổi đều có thể đăng ký tham gia chương trình Đi tìm ẩn số. Mỗi đợt ghi danh các thí sinh chỉ được đăng ký một lần. Các thí sinh đã được dự thu hình chương trình Đi tìm ẩn số không được đăng ký dự thi. 2. Mỗi thí sinh đến đăng ký tham gia chương trình cần mang theo một tấm hình 3x4 giấy tờ tùy thân để đối chiếu độ tuổi theo quy định của ban tổ chức và một tấm ảnh của người sẽ trợ giúp cho thí sinh trong trò chơi. 3. Các thí sinh đến đăng ký và tham gia chương trình cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. Thời gian đăng ký tham gia chương trình từ ngày 9 tháng Giêng năm 2009 đến ngày 10 tháng Giêng năm 2009. Buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình Đi tìm ẩn số của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 38222517 2210 2554. Ban tổ chức. Enervon giúp bạn vượt qua mệt mỏi hàng ngày. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình HTV hôm nay. Thưa quý vị, Ngôn ngữ trẻ thơ là một chương trình dành riêng cho những ai sắp trở thành bố mẹ. Nhiều nghiên cứu khoa học đã kết luận khi còn là bào thai trong bụng mẹ, trẻ có khả năng nhận biết thế giới xung quanh mình. Do vậy, vấn đề thai giáo hết sức quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Ngôn ngữ trẻ thơ hôm nay với chủ đề Ý nghĩa khoa học của việc dạy thai. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Cuộc thi Việt Nam Idol đã bước vào chặng cuối, chỉ còn lại 2 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết cuối cùng tối nay. Ai sẽ là người chiếm được cảm tình của khán giả để đăng quang cuộc thi năm nay giữa Trần Quốc Thiên và Phạm Trần Thanh Duy? Mời quý vị theo dõi và cùng đồng hành với 2 thí sinh bằng tin nhắn bình chọn của mình. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ 30 phút từ Nhà hát Hòa Bình. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình trên HTV7 từ 19 giờ tối nay đến rạng sáng mai, ngày 8 tháng Giêng gồm có những nội dung chính sau đây. 19 giờ tích tắc trái dừa thần. 19 giờ 30 phút ngôn ngữ trẻ thơ. 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ. 20 giờ hồi ngộ bất ngờ. 21 giờ ký sự đi tìm dấu tích ba vua. 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga. 21 giờ 30 phút chương trình thần tượng âm nhạc. 23 giờ tin trong nước. 23 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 15. Tin cuối ngày, tin thế giới.